và nó đã ăn rồi. Ok, mình cho nó ăn khoảng 3 miếng nữa. Hello, xin chào các bạn. Như đã chia sẻ trên YouTube của mình ấy, thì cái clip trước mình đã chia sẻ một cái clip đó là cái clip mà nói về cái vấn đề mà con cá kim long của mình bỏ ăn nằm đáy. Thì đến tại thời điểm này là con cá kim long của mình đã cho nó nhịn đói cả một tuần rồi các bạn. Thì clip trước ấy mình chia sẻ cho các bạn cái khoảnh khắc em này này. Đó. Em này bỏ ăn luôn các bạn nhé. Bỏ ăn và nằm đáy luôn. Đấy. Thì mình đã chia sẻ cho các bạn là một số những cái lý do, nguyên nhân làm sao mà nó lại bỏ ăn và làm sao mà nó lại nằm đáy. Thì các bạn biết sao, đây là cái thời gian mà chuyển mùa nên là thời gian rất là nóng. Sau Tết đấy các bạn, sau Tết thì tầm này là tầm tháng đầu tháng 4 này. Đấy, thì cái thời tiết lúc này rất là nóng luôn các bạn. Đây, nhiệt độ hồ của mình buổi sáng sớm là 30,6 độ. Đấy. Còn hôm qua thì nó là 31 độ 5 luôn. Đây, bên này thì là 31 độ này các bạn này. Đó, bên hồ lớn này thì 31 độ đây. Còn bên hồ nhỏ này thì là 30 độ 6. Đấy các bạn thấy không? Thì cái thời tiết mà nó thay đổi như thế này ấy, thì cái người của mình ấy cũng cảm cúm thất thường luôn. Vì thường thường rơi vào cái thời tiết này rất là mệt mỏi và hay bị gọi là cơ thể của mình gọi là bệnh đấy, bệnh mà ốm ấy. Thì một số những con cá cũng vậy. Một số con cá nào mà nó khỏe, nó sung mãn, nó thoải mái về cái tư tưởng ấy thì ok, ví dụ như là con huyết của mình và con ngân long của mình. Đấy, thì hai con này ấy là vô tư, là vô địch thế giới, không bao giờ ảnh hưởng bởi một cái tác động nào cả. Ví dụ là tác động thời tiết hay là tác động về môi trường, thay đổi nước gì đó hay thuốc tím, tất cả những cái yếu tố bên ngoài tác động vào thì con huyết và con ngân long không suy nhê một cái gì các bạn nhé. Nhưng mà đối với con kim long của mình ấy thì nó rất là nhạy bén. Thì còn thay đổi một chút thì nó cảm thấy là đã khó chịu. Đấy. Ví dụ như là pH tăng quá cao thì nó cũng cảm thấy khó chịu. Và nhiệt độ thay đổi, thời tiết, môi trường thay đổi thì nó cũng cảm thấy khó chịu. Và mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều rồi trên YouTube rồi. Con kim long của mình ấy tính nết của nó rất là thất thường. Đấy. Thì đã rất là nhiều lần từ trước, từ mình nuôi nó từ nhỏ đến giờ ấy, thì rất là nhiều lần nó đã bỏ ăn và nằm đấy. Và cứ mỗi lần nó như thế thì mình lại chọn khi nào nó bỏ ăn. Nó nằm đáy thì mình vẫn cứ kệ nó nằm đáy bình thường. Nhưng mà khi mà nó bỏ ăn ấy, mình cho nó nhịn luôn. Nhịn đến khi nào mà nó thích ăn thì thôi. Mình không ép. Đấy. Thì đến thời điểm này đã là chả một tuần qua và mình đã cho nó nhịn đói luôn cả một tuần qua rồi. Đấy, thì bây giờ mình thử cho nó ăn thử xem nó có ăn không nhá. Thì mình nghĩ là chưa chắc nó đã ăn đâu, nhưng mà mình cứ thử xem, bởi vì hôm nay thì có món tôm. Đấy. Bởi vì các bạn biết sao, thế mà cho nó cái thành phần thức ăn của nó ấy, mà cho nó ăn nhiều một thứ quá ấy, thì nó cũng cảm thấy ngán và nó cũng cảm thấy là chán. Đấy, thì các bạn nhìn thấy sau một tuần ấy, thì nó vẫn bơi lội bình thường. Đấy, và nó thỉnh thoảng thì nó vẫn cứ mệt và nó vẫn cứ nằm ở dưới đáy nha các bạn. Còn bình thường thì nó vẫn cứ bơi như thế này. Đấy. Trên cơ thể body của nó thì không xuất hiện bất cứ một cái dấu hiệu nào của bệnh, ví dụ như là nấm hay là lở loét hay là rách đuôi hay là tưa dâu hay là tất cả một cái gì đó trên cơ thể của nó, không phát hiện một cái gì, rất bình thường. Và cái tính cách của nó như thế này, bỏ ăn và nằm đáy, nó đã diễn ra cả hàng bao nhiêu thời gian và từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Đấy, thì ok, thì bây giờ đấy các bạn thấy không, một con sâu để trên và nó đã ăn rồi đấy. Các bạn thấy không, mình thả một con sâu ở trên nó đã ăn rồi đó. Mặc dù nó ăn chưa sung như ban đầu thôi, nó ăn chưa sung như cái lúc mà mình mong muốn thôi. Có những cái lúc nó ăn rất là sung, rất là mãnh liệt luôn. Và có những lúc thì thật sự là nhàm chán. Thì cả một tuần qua là cái sự nhàm chán của con kim long này. Thì ngày hôm nay bây giờ mình sẽ cho nó ăn tôm thử xem nó có ăn không nhé. Đương nhiên là nó sẽ không ăn giống như là những cái clip trước của mình chia sẻ cho các bạn đâu. Bởi vì nó đang chán, nó đang ngán, thời tiết đang rất là khó chịu. Ngay cả mình ngồi quay clip cho các bạn đây, mình cảm thấy rất là nóng lực. Mới có 9 giờ sáng thôi mà rất là nóng luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho con kim long của mình nó ăn thử xem như thế nào. Đấy, thì kết quả của cái việc mà bỏ ăn nằm đáy nó như thế nào. Đấy, thì đối với mình, con cá kim long của mình chỉ có là nếu nó nằm đáy mình cứ để cho nó nằm im. Muốn nằm như nào nó nằm.
Đấy, miễn sao là cái chất lượng nước của mình trong hồ vẫn ok, đảm bảo để nó không bị stress, không bị ảnh hưởng, không bị vi khuẩn tấn công là ok. Còn việc nó bỏ ăn thì cứ để cho nó nhịn ăn. Nhịn ăn đến khi nào nó thích ăn thì thôi các bạn ạ. Đừng ép, đừng tìm bất cứ một loại thuốc nào, đừng tìm bất cứ một tác nhân nào để thay đổi nó, để bắt nó phải ăn. Là như thế nó càng khó chịu và dẫn đến nó cảm thấy nó sẽ bị stress và nó dẫn đến bệnh tật các bạn. Còn đối với của mình, cứ để nguyên, cứ để đói, đói thích đến bao giờ nó ăn thì nó ăn. Thì thực tế trong cái hồ này của mình, con kim long của mình đã bỏ đói, mình đã bỏ đói khoảng 1 tuần rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho nó ăn thử xem như nào các bạn nhé. Và sau đây thì xin mời các bạn hãy xem nó có ăn hay không. Trước tiên thì mình sẽ phải nhặt cái lá bàng lên trên để cho nó quan sát miếng mồi cho nó dễ. Đấy. Thì các bạn thấy không, vừa rồi mình thả một con sâu vào thì nó cũng đã ăn một con sâu ở trên mặt, thì các bạn vừa rồi đã nhìn thấy đấy. Còn bây giờ mình sẽ cho nó ăn tôm thử xem như thế nào. Đấy, nếu mà nó ăn thì chứng tỏ là nó rất là bình thường. Đấy. Còn nó ăn sung hay không, hay nó ăn nhẹ nhàng, hay nó ăn nhàm chán thì tùy vào cái sở thích của nó. Ok, thì cho các bạn xem cái con kim long của mình nó như thế nào nhá. Trước tiên mình sẽ phải vớt cái lá bàng này ra các bạn, bỏ cái lá bàng này ra để cho nó có cái tầm nhìn. Rồi, ok. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy xem. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy xem nó ăn như thế này các bạn nhá. Nó có chịu ăn hay không? Đấy. Không ăn rồi, không ăn rồi. Nó bị thổi ra kia các bạn ơi. À, mình phải tắt cái lọc đi thôi, không thì nó bị bay mất. Mình phải tắt cái lọc đi các bạn. Tắt cái lọc đi chứ không thì con thức ăn nó thổi sang kia, con ngân long nó ăn mất. Ok, bây giờ mình làm lại nhé các bạn nhé. Nó đã đớp xịt, nó đã đớp xịt, đớp xịt, đớp xịt. Đớp xịt rồi. Các bạn thấy không, nó chưa chịu ăn. Ba miếng tôm ở dưới nó chưa chịu ăn luôn. Nó chưa chịu ăn luôn các bạn ơi. Ba miếng tôm nó đã nằm ở dưới đáy rồi mà nó chưa chịu ăn. Để mình thử thả con sâu ở trên mặt xem nó như thế nào. Đó các bạn ơi, mình đã thả con sâu ở trên mặt rồi đấy. Ok các bạn ơi, mình đã thả con sâu ở trên mặt rồi. Để thử xem nó có ăn hay không. Chiều nó rất là khó luôn các bạn. Chiều con này cực kỳ khó luôn. Một tuần nó bỏ ăn rồi các bạn. À, nó đã đớp. Đây này các bạn ơi, nó đã đớp một cái miếng tôm. Nó đớp hịt. Ở dưới đáy hiện tại có 3 miếng tôm các bạn nhé. Đây đây là một miếng này, 2 miếng này, 3 miếng này. Đấy, thì vừa rồi mình thả xuống thì nó không nhìn thấy, và thậm chí nó nhìn thấy nó cũng không thèm đập luôn. Nhưng mà bây giờ nó lượn lờ dưới đáy của đấy, nó đòi đập một miếng tôm ấy các bạn. Một tuần đói rồi, một tuần đấy nó đã đập, nhưng mà đập không được mạnh lắm. Đập không được như mong muốn các bạn ạ. Đập rất là chán đời luôn. Đấy, đập rất là nhẹ nhàng, giống như là sao sao các bạn. Ô, con sâu nó rớt rồi các bạn ơi, con sâu nó đã chìm xuống dưới đáy. Đấy, thì con này nó nhìn thấy rồi. Rất là nhẹ nhàng và khó chịu các bạn. Rất là nhẹ nhàng, khó chịu. Nói chung là một tuần nhịn đói rồi thì kiểu gì thì trong bụng nó cũng rất là đói. Mặc dù là nó cũng rất là muốn ăn rồi đấy, nhưng mà thật sự là chưa được mạnh mẽ lắm.
các bạn thấy nó rất là nhiều lần nó lao xuống nó gặm mồi, nhưng mà cảm giác như là nó chưa được mạnh mẽ lắm, trong bụng thì rất là đói rồi đấy, một tuần nhịn đói mà. Nếu như mà đợt này mình cho nó ăn đấy, nó không ăn thì mình vẫn cứ trở lại cho nhịn đói thôi, đến khi nào nó thích ăn thì nó ăn thôi, không thành vấn đề các bạn. Đấy, các bạn thấy con ngân long ở bên kia thì thèm đói dã man luôn. Để xem con kim long này nó như thế nào đây. Đấy, nó đã gắp được một con sâu, các bạn thấy chưa? Kiểu gì thì cũng phải ăn. Bỏ đói một tuần mà không ăn ấy, thì bỏ đói một tháng, đảm bảo một tháng là sẽ phải ăn thôi các bạn ạ. Các bạn đừng sợ là nó một con tôm nó gắp rất là khó gắp, bởi vì thực tế mà nói thì ba con cá rồng của mình ấy, mình chủ yếu là cho nó ăn ở trên mặt thôi, tức là đồ ăn nổi ấy, ví dụ sâu dế nó nổi trên mặt thì nó ăn thôi, và tôm ấy thì thả ở ngang chừng. Đấy, nó đã gắp được một miếng tôm, các bạn thấy chưa? Thường thường ấy, tôm thì mình thả nó ở ngang, nó rớt xuống từ mặt nước, nó rớt xuống thì ngang chừng nó chỉ cần rớt xuống khoảng 10 cm so với mặt nước thôi là con cá rồng của mình nó đã đớp rồi. Thì cá rồng của mình chủ yếu là ăn ở tầng mặt là chính, còn ít khi mà mình cho nó ăn tầng đáy lắm. Nhưng mà cái con kim long này thì do là nó biếng ăn đấy, nên là mình thả xuống nó không thèm ăn, nên là nó bị chìm xuống đáy. Thì chìm xuống đáy như thế này ấy, thì không phải là cái thói quen của con cá rồng của mình nó ăn, nên là cái khả năng mà nó gắp mồi rất là khó khăn so với những con cá rồng khác của các bạn. Nhưng mà nó ăn trên mặt thì khá là ok nha các bạn nhé. Đấy, thì các bạn thấy không, nó đã ăn 2 miếng tôm rồi. Đấy, thì các bạn thấy sau một tuần bỏ đói thì nó phải ăn thôi các bạn ạ. Nằm đáy thì nằm nhưng mà vẫn phải ăn đấy. Các bạn thấy không, nó đã ăn 3 miếng tôm. Đấy, 3 miếng tôm mà mình thả xuống đáy thì nó đã ăn xong. Thì các bạn thấy không, nó đã ăn xong và hoàn thành nhiệm vụ. Và bây giờ thì mình có thể là mình sẽ thả thêm để xem nó như thế nào, xem nó có ăn ở tầng mặt không nha các bạn. Mình hy vọng là nó ăn. Thì đấy, cái kết quả cuối cùng của nó là như thế nào, dù nằm đáy, dù bỏ ăn nằm đáy, đó, nó là một cái hiện tượng bình thường nếu như con cá của các bạn không bị bệnh và con cá nước của các bạn chất lượng nước tốt thì con cá của bạn hoàn toàn bình thường. Bạn cứ để cho nó nhịn đói một tuần nó sẽ ăn. Con nào mà giận hờn lâu lắm đấy thì nửa tháng, còn con nào mà thích chơi nhây nhây ấy, để một tháng luôn, đảm bảo không ăn không lấy tiền. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem mà nó có chịu ăn nổi không nhá. Mình thả xuống thì bây giờ mình hy vọng là nó sẽ ăn đấy. Ok, các bạn xem nhé. Có ăn không? Đấy, các bạn biết sao? Bây giờ thì nó đã ăn rồi. Sau khi mà nó đã ăn những con sâu, sau khi mà nó đã ăn những miếng tôm ở đấy, thì bây giờ thả mồi xuống nó đã chịu ăn rồi. Quả là tuyệt vời. Đã ăn rồi các bạn ơi, đã ăn rồi. Đó, thì các bạn thấy không? Tất cả những cái mà mình và các bạn nuôi con cá, các bạn phải hiểu tính cách của con cá của mình. Thì đối với con cá của mình ấy, nó bỏ ăn nằm đáy thì mình cảm thấy rất là bình thường thôi, mình không có hoảng hốt, mình không có vội vàng, mình cứ để một cách tự nhiên. Đấy. Thì đây mình chia sẻ cho các bạn cái clip này ấy, và một cái clip trước ấy, cái clip mà mình nói về cái con này mà bỏ ăn nằm đáy đấy, cho nó không chịu ăn ấy. Thì cách đây là 2 tuần, à 1 tuần. Tức là tuần trước mình đã làm cái clip đó và tuần này mình làm clip này. Thì để cho các bạn thấy ấy, là chia sẻ về cái tính cách của con cá rồng nó rất là khó chịu, thì các bạn phải hiểu về nó và các bạn phải biết được nguyên nhân vì sao nó thế, và các bạn phải tìm ra được những cái yếu tố mà làm sao để cho con cá rồng nó bỏ ăn và nằm đáy. Thì mình đã phân tích vào cái clip trước, thì mình sẽ để cái clip đó ở dưới phần ghi chú của clip này để cho các bạn tham khảo. Đấy, thì đó là một số những cái lý do mình đã trình bày rất cụ thể về cái vấn đề mà một con cá rồng bỏ ăn nằm đáy như thế nào. Đấy, thì ngày hôm nay clip này, đây là cái kết quả của cái việc mà mình đã thực hiện cái cách của mình. Đấy, đối với con cá rồng của mình thì sau một tuần thì nó lại ăn lại và nó lại bơi lại bình thường. Đấy, mặc dù là nó vẫn có thể đang nằm đáy nha các bạn, thỉnh thoảng nó mệt nó vẫn cứ nằm đáy là bình thường. Ok, mình thử cho nó ăn khoảng 3-4 miếng tôm nữa rồi mình sẽ ngưng clip này.
Bởi vì ấy, là thật sự một tuần nó thì đói thì nó cũng đã đói rất là đói rồi. Và bây giờ nó cũng đã rất là muốn ăn rồi. Thì bây giờ mình phải cho nó ăn tôm để bồi bổ lại sức khỏe một tuần qua. Ok. Thì các bạn xem nó cái khoảnh khắc nó bây giờ nó ăn như thế nào nhá. Rồi mình sẽ kết thúc cái clip tại đây. Ăn ngay, đảm bảo là ăn ngay, không ăn không lấy tiền. Bây giờ mình cho miếng tôm to luôn các bạn nhá. Miếng tôm to luôn đấy. Ăn ngay. Thường thường những cái con cá mà nó biếng ăn ấy, thì cho một cái miếng to ấy, là thường thường nó nhai và nó không nhốt được là nó nhả ra ngay. Nhưng mà đây là mình gắp một cái miếng tôm rất to rồi đấy, to nhất trong cái những cái miếng tôm mà mình thái đấy. Thì đấy là miếng tôm vừa rồi là miếng tôm to nhất và nó đã ăn rồi. Ok, mình cho nó ăn khoảng 3 miếng nữa. Đấy các bạn thấy chưa, ăn rất là ngon lành luôn. Kim Long ơi là Kim Long, tuyệt vời. Ăn đi con. Đó, ăn đi cho các bác nuôi cá các bác xem. Các bác cứ tham khảo coi. Ok, ăn miếng này nữa rồi nghỉ nào. Ăn đi con, ăn đi con, tuyệt vời. Ok, một miếng nữa thôi, một miếng này nữa thôi là kết thúc. Mà nó ăn cũng khá là nhiều ấy, mình cũng cho ăn, không cho ăn nhiều đâu, ăn thế là đủ rồi. Để ăn để cho nó thèm, còn thòm thèm chứ các bạn. Ok, vậy là cái con Kim Long của mình nó đã ăn lại bình thường. Và mình xin phép được kết thúc clip tại đây. Thì một lần nữa cho các bạn chiêm ngưỡng cái con Kim Long của mình. Nó có một cái hiện tượng bỏ ăn nằm đáy, thì đây là cái kết quả sau một tuần. Nó đã trở lại bình thường các bạn ạ. Sau một tuần thì nó đã trở lại bình thường. Đấy các bạn thấy không? Nó rất là sung, nó rất là hăng để mà chiến đấu với nhau. Ok, thì clip này mình xin phép tạm dừng tại đây. Một kết quả rất là tuyệt vời cho em Kim Long. Kim Long bỏ ăn. Bỏ ăn nằm đáy. Bây giờ thì nó cũng vừa rồi thì mình cho ăn lượng ăn, nó lượng ăn như thế là cũng vừa đủ rồi. Để cho nó cảm thấy là thòm thèm, để cho nó cảm thấy là nó háo ăn. Thì tối mình cho nó ăn tiếp. Còn bây giờ thì như thế là đủ rồi. Không nên cho ăn quá no nha các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.